Phương Khanh và Quân Anh rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Nhịp Sống Trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Tháng 5 mùa hè đã có cửa, nhiều bạn trẻ đang rất tất bật trong những kỳ thi sắp đến của mình. Và chương trình luôn mong muốn các bạn có đầy đủ năng lượng và sự tự tin để có thể vượt qua những thử thách và thực hiện dự định của mình. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những nội dung có trong chương trình ngày hôm nay. Một bạn trẻ, chúng ta hãy cùng làm quen với cây bút trẻ Anh Khang. Cẩm năng trẻ là những hình ảnh ấn tượng từ live show Lửa Cổ Đô. Một ca khúc trẻ trung có trong một phong cách trẻ và cuối cùng là cảm nhận của giới trẻ về các đoàn nghệ thuật trong góc nhìn trẻ sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là chương mục đầu tiên. Các bạn thân mến, văn học trẻ hiện nay rất được chú ý với rất nhiều ấn bản có số phát hành từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn bản. Không thể phủ nhận sự thu hút của các tác giả còn rất trẻ như Anh Khang, Hàm Lật Trương hay Phan Ý Yên. Và các đầu sách này của họ cũng được độc giả đón nhận một cách nồng nhiệt, số ấn bản cao và rất nhiều người hâm mộ xếp hàng dài chờ xin chữ ký. Sách của Anh Khang luôn thu hút được các độc giả tuổi teen bởi những câu chuyện tình dễ thương và đầy lãng mạn. Và cái bút trẻ này cũng khiến cho độc giả thích thú với những ghi chép thú vị khi viết về tùy bút du ký. Một bạn trẻ hôm nay, chúng ta hãy cùng làm quen với Anh Khang để hiểu hơn về phong cách viết của cây bút này. Nhà sách Phương Nam Huế. Đây là buổi ra mắt cuốn sách Thương Mấy Cùng Là Người Dân, một tác phẩm mới của nhà văn trẻ Anh Khang. Cây bút đã từng trở thành hiện tượng trên Facebook một thời gian dài. Bắt đầu xuất bản cuốn sách đầu tiên vào năm 2012 với tựa đề Ngày Trôi Về Phía Cũ. Hiện tại, Anh Khang đã giới thiệu đến bạn đọc 5 đầu sách. Với tổng số lượng phát hành hơn 200.000 cuốn, Anh Khang còn được mệnh danh là nhà văn vàng bản và đạt kỷ lục nhà văn trẻ có số lượng bản in nhiều nhất. Những cái câu văn và câu viết của Khang trong tất cả các tác phẩm nó đều có một điểm chung, đó là Khang thường viết những cái câu dài và nó có một cái sự ngân và sự vang rất là dài trong câu. Thậm chí một câu của Khang có thể có 5-6 dòng và không có một dấu chấm, dấu phẩy nào cả. Và thôi, Khang cũng hay tự nhủ lòng rằng là khi viết mình cũng viết dài, khi nói mình cũng viết nói dài. Thì hy vọng rằng sau này khi mà mình yêu ai thì mình cũng yêu dài và yêu dai giống vậy. Em đã từng tâm sự rằng là mình chỉ là muốn viết lại những cái cảm xúc của một thời tuổi trẻ của mình, để trước hết là mình viết cho chính bản thân mình. Và may mắn, nếu được sự may mắn thì là mình đón nhận được sự đồng điệu và đồng cảm của những người có cùng cái tần sóng và tần số cảm xúc đối với mình. Chính vì lẽ đó mà thật ra Khang đối diện với tất cả những khen chê và Khang đối diện với tất cả những cái ý kiến trái chiều của dư luận với mình bằng một thái độ khá là bình thản. Nếu như mà các bạn có khen thì Khang cũng xin cảm ơn, mà nếu thật sự có những bạn mà không thể nào cảm được hoặc là có những cái nhìn thiếu thiện cảm với những dòng viết của Khang thì mình cũng không trách người ta được. Tại vì vốn dĩ cảm xúc là một thứ rất khó định hình và gọi tên, và nó hoàn toàn mang cái thiên kiến chủ quan của cái người đọc và cảm nhận. Giống như tại sao mình có thể yêu một con người này nhưng mà mình lại không thể yêu con người khác. Tình cảm vốn dĩ là một chuyện không thể nào lý giải và tìm được lý do. Thì những dòng viết viết nên từ cảm xúc nó cũng là một thứ hoàn toàn không thể nào tìm được lý do, mà nó chỉ có đơn thuần rằng là nếu bạn đồng điệu và đồng cảm được thì đó là tác phẩm dành cho bạn. Sinh năm 1987, từng là học sinh chuyên văn của trường chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Quách Lê Anh Khang được bạn bè đồng trang lứa biết đến với thành tích nổi bật như huy chương vàng Olympic 30 tháng 4, thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi thành phố, giải ba học sinh giỏi văn quốc gia và được tuyển thẳng vào trường khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Trên nền tảng đó, Anh Khang tiếp tục rèn luyện ngòi bút của mình khi là sinh viên khoa báo chí và truyền thông bằng việc làm công tác viên thường xuyên cho các tờ báo. Ngay từ khi là sinh viên năm nhất, chàng trai này đã là cây bút thường xuyên của báo Tuổi Trẻ và tờ báo Doanh Nhân Sài Gòn. Anh Khang đi nhiều và viết nhiều. Với nhà văn trẻ này, mỗi chuyến du lịch là một trải nghiệm với cảm xúc mới mẻ. Đó chính là chất liệu cuộc sống để cho ra đời các truyện ngắn về những cuộc tình ngọt ngào và thú vị. Với tác phẩm Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn Và Em, độc giả thấy được một Anh Khang rất khác và rất mới. Anh bỏ nhiều thời gian cho những chuyện rong ruổi từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu để tìm cảm hứng viết nên tác phẩm này, nơi tình yêu lửa đôi biến thành tình yêu của một vùng đất, của nhiều con người đến từ những vùng miền khác nhau. Dễ thấy được một sự thân thiện dễ mến khi tiếp xúc với nhà văn Anh Khang. Từ cách sống hoa nhã ngoài đời thực, cùng lối trò chuyện nhẹ nhàng, dị dọm mà đầy tình triết lý, Anh Khang đã khéo léo đưa vào trang viết những chiêm nghiệm của chính bản thân mình về cuộc sống và những cuộc tình đã qua. Chất văn thủ thị tâm tình cùng lối diễn đạt hiện đại, những dòng tảng văn của Anh Khang đã chạm đến trái tim độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ đã và đang sống trong tình yêu. Mọi người hay bảo rằng là viết được 12 chất yêu và hiểu được từng tận sâu sắc,
Khang có một cái câu mọi người hay bảo rằng là sao mà nó tiêu cực và bi quan quá, nhưng mà thật ra Khang không nghĩ là như vậy, mà Khang nghĩ rằng là nỗi buồn nhiều khi nó cũng là một cái báu vật của tuổi trẻ. Tại vì chúng ta phải biết trân trọng và đối diện thật sự với nỗi buồn thì chúng ta mới biết được cách để vượt qua nó như thế nào. Tại vì Khang luôn nghĩ rằng là nếu mà chúng ta không biết trân trọng và sống thật với nỗi buồn á, mà chúng ta cứ giả tạo và khoác lên nó bằng những niềm vui gượng gạo, bằng những nụ cười cố gắng, thì nỗi buồn nó cứ sẽ còn quanh quẩn và nó cứ lẩn khuất và nó cứ trốn vào trong, nó không bao giờ mất đi được. Còn ngược lại, nếu chúng ta đối diện với nỗi buồn bằng một cái sự chín chắn và đường hoàng nhất có thể của chúng ta, thì tự khắc chúng ta sẽ biết cách vượt qua nó như thế nào. Từ tập tảng vác đầu tay, ngày trôi về phía cũ năm 2012, anh Khang đã bắt đầu theo đuổi sự nghiệp sáng tác một cách nghiêm túc. Cứ thế, mỗi năm, cây bút cá tính này lại cho ra đời một đứa con tinh thần, mà như cách nói của anh Khang, đó như một quyển nhật ký để đánh dấu cuộc đời tuổi trẻ của mình. Bên cạnh sự nghiệp viết sách, anh Khang đồng thời còn là một biên tập viên của tạp chí Her World, công tác trong cả lĩnh vực PR marketing, lấn sân sang lĩnh vực người dẫn chương trình hay sáng tác nhạc. Không ngại thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới, với anh Khang, tuổi trẻ là cơ hội tuyệt vời cho mỗi người để họ được trải nghiệm và cống hiến, được sai và sửa sai. Và thông qua những câu chữ trong những tác phẩm, anh Khang luôn muốn truyền cảm hứng đó đến độc giả của mình. Khang luôn tâm niệm rằng là khi mình còn trẻ thì cái duy nhất mình có chính là cái sức trẻ và cái lòng nhiệt thành của mình. Vì lẽ đó, nếu mà mình đam mê và mình thật sự thích những công việc nào thì đừng ngần ngại, hãy dành toàn tâm toàn ý cho tất cả những công việc đó. Bởi vì tuổi trẻ là cái tuổi mà chúng ta có dư dả nhất thời gian, niềm tin, sức khỏe và mọi thứ khác để có thể mà dành trọn cho cái đam mê và những cái niềm yêu thích của bản thân mình. Vì lẽ đó mà đừng ngần ngại thử. Tại vì cho dù chúng ta thử và chúng ta sai, chúng ta thử và chúng ta vấp ngã đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn còn một quãng đường rất dài phía trước. Bởi vì tuổi trẻ không có gì khác ngoài thời gian, đúng không? Các bạn thân mến, rock fan xứ Huế từ lâu đã được đánh giá luôn cuồng nhiệt và chạy hết mình trong những giai điệu nhạc rock. Và đó là lý do tại sao những chương trình rock luôn rất thành công khi được tổ chức ở Huế. Cầm đăng trải số này, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng từ live show Lửa Cố Đô. Hy vọng các rock fan một lần nữa sẽ được trải cùng rock với những khoảnh khắc từ live show này. Live show Lửa Cố Đô, chương trình âm nhạc dành cho giới trẻ với sự kết hợp tinh tế đa dạng của ba dòng âm nhạc classic rock, modern rock và EDM đã thu hút hàng nghìn khán giả trẻ. Đêm nhạc thực sự là ngày hội của những tín đồ đam mê nhạc rock. Ở đây, ngoài được thưởng thức những ca khúc rock sôi động cuồng hút, các bạn trẻ còn được gặp gỡ, giao lưu với những dòng ca, nhóm nhạc hàng đầu trong làng nhạc rock của Việt Nam. Đối với là niềm đam mê rock là nhiệt huyết là luôn là rực lửa trong lòng của mình và cả bạn trẻ của Huế. Cho nên là tất cả chương trình của Rock là tổ chức tại Huế là cả bạn trẻ của Huế là ủng hộ nhiệt tình. Mình đam mê rock từ lúc nhỏ rồi, và một cơ hội là có chương trình rock ở Huế thì mình sẽ tham gia. Ban nhạc Ngũ Cung đại diện cho làng rock Việt tại miền Bắc tham gia biểu diễn với cả các khúc rock đương đại như Đô Tiên, Cướp Vợ, Cao Nguyên Đá. Hát và chạy hết mình trên sân khấu cùng với sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ đã làm cho bầu không khí thực sự bùng cháy trong âm nhạc. Năm nay thì ban nhạc cũng đã được về Huế diễn chương trình được mang tên là Lửa Cố Đô. Có thể thấy rằng là khi mà nghe chữ lửa ở đấy thì là ban nhạc Ngũ Cung cũng như là bản thân Hiệp đã có một gì đó rất là phấn khích, và cái không khí của ngày hôm nay đã lôi cuốn ban nhạc. Nói thẳng ra là các fan hâm mộ đã lôi cuốn ban nhạc Ngũ Cung rất là nhiều. Đại diện cho Việt Nam, ban nhạc Unlimited cũng mang đến cho khán giả những tiết mục sôi động là những nhạc phẩm thuộc dự án mới của họ. Những
ca khúc gắn với tên tuổi của ca sĩ Phương Thanh được hòa âm phối khí lại theo phong cách mới, hay màn ngẫu hứng của cô ca sĩ cả tỉnh này cùng với tổng đạo diễn người dẫn chuyền cho live show Lửa Cổ Đô, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng gây sự cuồng hú không kém với các khán giả trẻ. Mình mong chờ chương trình này rất là lâu rồi, vì năm ngoái là không có Rockstorm, cho nên là chương trình này nó rất là kiểu lâu rồi mình mới cuồng nhiệt được lần, cho nên là đã đến lúc chúng ta hết mình. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Cương với cả ca khúc bất hủ của ông tạo nên điểm nhấn cảm xúc cho người thưởng thức. Qua đó, giúp khán giả hiểu rõ hơn tính chất của live show Lửa Cổ Đô gồm 3 yếu tố: huyền thoại, dân gian và cả đương đại. Tôi cứ nghĩ Huế là Huế mộng mơ, Huế dịu dàng, Huế thơ. Và hôm nay tôi thấy rằng Huế còn có thêm một cái điều nữa, như tất cả các tuổi trẻ có nơi đều có, đó là lửa, lửa nồng cháy của Huế. Và rất xứng đáng với lại cái chương trình lấy tên là Lửa Cổ Đô, tức là lửa của tâm hồn của tuổi trẻ của Huế, cũng đầy năng lượng, cũng đầy rào rạc, cũng đầy sức sống như tất cả các con lửa khác của tuổi trẻ của Việt Nam. Những live show rock như thế này luôn được giới trẻ Cổ Đô mong đợi, bởi họ thực sự được sống và hòa mình cùng giai điệu và âm thanh của rock. Trên sự mến mộ và những tiếng reo hò cổ vũ nhiệt tình của khán giả Cổ Đô đã tiếp thêm động lực cho các rocker chạy hết mình bằng những giai điệu mạnh mẽ rực lửa. Hôm nay được cảm xúc rất là tuyệt vời. Khán giả rất là sung hòa, các nghệ sĩ hát rất là máu lửa và không khí rất là náo nhiệt. Cuộc sống cần một sự mạnh mẽ, cần năng lượng và cần sức khỏe, cần niềm vui, cần sự chan hòa đúng mực. Và đó là thông điệp Phương Thanh đem tới với mọi người. Âm nhạc điện tử sôi động, những giai điệu rock đầy đam mê, hiệu ứng âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp đỉnh cao, bùng cháy trong những ca khúc đầy máu lửa và đa phong cách, hòa âm phối khí mới lạ, đó là những gì live show Lửa Cổ Đô đã mang lại cho khán giả. Một rock show nhiều cảm xúc đẹp và ấn tượng sâu sắc trong lòng những người trẻ. Tối hôm nay đến với Lửa Cổ Đô thì mình cảm thấy rất là vui, và cũng đã lâu lắm rồi thì Huế mới có lại một chương trình mà náo nhiệt như thế này. Dành tình yêu cho rock cũng là cách những người trẻ cảm nhận được sự hưng phấn, thú vị mà âm nhạc mang lại cho cuộc sống. Huế và con người Huế vốn tĩnh lặng đã được sống trong một không khí sôi động và rực cháy, đầy ấn tượng khó phai cùng live show Lửa Cổ Đô. Trẻ luôn có những câu chuyện kể nhẹ nhàng về cuộc sống, tình yêu, và ở đó người trẻ cảm nhận cuộc sống của mình đầy đủ và có ý nghĩa hơn. Phong cách trẻ hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một ca khúc mang tên Gọi Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu qua phần thể hiện của Duy Thắng. Với giai điệu sôi động và câu chuyện kể nhẹ nhàng, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm nhận được một tình yêu đẹp giữa nhịp sống rộn ràng. Gọi yêu thương về cho cuộc sống thêm niềm vui, đó là thông điệp của MV Gọi Tình mà chúng ta sắp được thưởng thức. Gọi gió trên đồi, gọi ngàn hoa khoe sắc thắm, gọi đời có em, gọi lời ấm êm, gọi chim muông hót vang bên thềm, gọi những đêm dài, gọi những u hoài, gọi tình lạc và hiên thái, gọi ngày nhớ em, gọi lòng mỗi đêm, gọi con tim tiếng yêu ngọt mềm. Tình ta phiêu lãng cũng như là những bóng mây lừng lơ, tình nhân nhớ đến rất thiết tha.
rồi bóng vút xa, để lại ngàn điều buồn phiền lòng ta. Hãy đưa bàn tay nhung mềm vuốt ve tình xanh êm đềm, để hồn anh giữ em ở trong tim mình, để lòng yên vui gọi tình. Gió trên đồi gọi ngàn hoa khoe sắc thắm, gọi đời có em, gọi lời ấm êm, gọi chim muông hót vang bên thềm, gọi những đêm dài, gọi những u hoài, gọi tình lạc và thiên thai, gọi ngày nhớ em, gọi lòng mỗi đêm, gọi con tim tiếng yêu ngọt mềm. Tình ta phiêu lãng cũng như là những bóng mây lừng lơ. Tình nhân nhớ đến rất thiết tha rồi bóng vút xa, để lại ngàn điều buồn phiền lòng ta. Hãy đưa bàn tay nhung mềm vuốt ve tình xanh êm đềm, để hồn anh giữ em ở trong tim mình, để lòng yên vui gọi tình. Tình ta phiêu lãng cũng như là những bóng mây lừng lơ đó đây. Tình nhân nhớ đến rồi bóng phút xa, để lại ngàn điều buồn phiền lòng ta. Hãy đưa bàn tay nhung mềm vuốt ve tình xanh êm đềm, để hồn anh giữ em ở trong tim mình, để lòng yên vui gọi tình. Mỗi kỳ Festival Huế là một cơ hội hiếm có cho những người trẻ tuổi gặp gỡ những đoàn nghệ thuật trên khắp thế giới qua những màn biểu diễn đa sắc màu của họ. Đúng như vậy, các đoàn nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới đã thực sự để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong kỳ Festival Huế 2016 vừa rồi. Chúng ta hãy cùng với Thùy Trang đến với một góc nhìn trẻ ngay sau đây. Thùy Trang đang có mặt ở sân Viên Quốc học, nơi giàn hợp xướng hàng năm ca dắt cùng Cuba Liên bang Nga đang biểu diễn. Những đoàn nghệ thuật đến từ nước ngoài như thế này luôn có sức hút lớn đối với khán giả. Và bây giờ hãy cùng đến với một vài ý kiến chia sẻ của khán giả để cùng xem họ nói gì về các nghệ sĩ đến từ nước ngoài này. Mình cảm thấy là văn hóa của các nước vô cùng phong phú và đặc sắc, với nhiều trang phục cũng như nhiều ca khúc đem lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với mình và cùng với khán giả. Cá nhân em là một người đến tham gia thì em thấy thực sự đó là một buổi tiệc rất là thích soạn, và em có thể em được biết thêm rất nhiều qua âm nhạc đến từ tất cả các nước. Và đoàn hôm nay thì là đoàn của Nga, thì thực sự là khi mà em nghe thì em thực sự em cảm giác như là em có thể hiểu thêm một chút về cái niềm miền văn hóa đó, và thực sự nó rất là đặc trưng của văn hóa Nga. Trong festival lần này thì chúng mình được chiêm ngưỡng được rất nhiều các cái nền văn hóa của các nước đến từ các quốc gia khác trên thế giới, vì là mình rất ấn tượng và cảm thấy rất là hào hứng khi được xem nó, tại vì là nó có nhiều cái bản sắc đặc trưng riêng của các vùng cái nước đó. Khi mình tới đây du lịch tham quan thì được xem các nước biểu diễn, mình cảm thấy thì được biết được nhiều nền văn hóa của các nước nhiều hơn. Sự giao lưu văn hóa giữa các nước thì sẽ giúp chúng ta biết được nhiều nền văn hóa trên thế giới. Mình cảm thấy là rất thích các đoàn biểu diễn nước từ các nước tới, ví dụ như đưa nước Nhật Bản, Mỹ hay là nhiều nước khác, cảm thấy là khá ấn tượng và biết thêm nhiều nét văn hóa mới của các nước trên thế giới. Vừa rồi là một vài ý kiến chia sẻ khá thú vị của khán giả khi nói về các đoàn nghệ thuật đến từ nước ngoài tham gia biểu diễn trong Festival Huế 2016. Và bây giờ thân mời các bạn hãy cùng góc nhìn trẻ đến với một vài khoảnh khắc ấn tượng của các nghệ sĩ đến từ nước ngoài tham gia biểu diễn trong kỳ lễ hội này. Thank you.
Đây là chương trình biểu diễn của dàn hợp xướng Hàn Lâm Kazakh vùng Kuban. Khán giả ở cố đô Huế thích thú khi lần đầu tiên thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc của dàn hợp xướng dân gian lâu đời nhất của Liên bang Nga, ra đời cách đây hơn 200 năm. Đây cũng là biểu tượng, là niềm tự hào của nền nghệ thuật dân gian Nga. Trên tinh thần là giao lưu văn hóa và nghệ thuật, thì tôi muốn truyền tải một thông điệp đầu tiên, đó là muốn các bạn biết đến cái văn hóa của chúng tôi, cái văn hóa của người Kozak, cũng như là cái nghệ thuật hợp xướng đông ca của dân tộc Kozak ở vùng Kuban Liên bang Nga. Và cái thông điệp tiếp theo mà tôi muốn truyền tải, đó là tôi muốn là những cái người dân ở xứ Huế này được làm thưởng thức những cái tiết mục mà đặc sắc nhất mà của cái dân tộc tôi mang đến. Đồng thời là tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là lần thứ ba mà chúng tôi biểu diễn tại thành phố Huế, đặc biệt là Festival Huế năm 2016, và cũng là lần đầu tiên tham dự festival, thì cảm thấy rất là vui mừng và vui sướng. Hai mươi một nghệ sĩ đến từ nước Nga xa xôi đã mang đến chương trình những bài hát dân ca được nối tiếp nhau bằng nhiều nội dung mô tả cuộc sống của người dân Nga. Đó là cuộc sống khi mùa đông đang đến trên ngọn núi Karpat, và những người đàn ông cũng phải ra đi bởi cuộc chiến vệ quốc khốc liệt. Rồi từ trong tâm trí họ, các đồng cỏ cứ hiện lên dù họ vẫn đang ở chiến trường xa xôi. Nhưng tất cả đều hướng về một niềm tin của một ngày mai tươi sáng. Những tiết mục giúp khán giả hiểu hơn về văn hóa lâu đời của nước Nga. Với các nghệ sĩ nước Nga, được hát cho khán giả Việt Nam thưởng thức là một niềm vui, bởi ở trên sân khấu này, họ đã giới thiệu được cái hay, cái đẹp của nền nghệ thuật dân gian Nga thông qua những câu chuyện kể, trang phục, nhạc cụ và âm nhạc. Cái cảm xúc đặc biệt nhất mà có trong tôi, đó là rất hạnh phúc, rất là vui vẻ khi mà được đứng trên sân khấu của các bạn và được các bạn đón nhận, dù đó là một cái thứ tiếng mà nó không phổ biến, nhưng quá tình cảm được truyền tải trong bài hát thì tôi cảm thấy các bạn đón nhận một cách rất là vui tươi, hòa nhãn, cảm thấy rất hạnh phúc. Trên nền nhạc vui tươi, các nghệ sĩ của đoàn múa Hallelujah đến từ Israel thể hiện tinh thần trẻ trung kết hợp với sự đam mê khiêu vũ bất tận và đa dạng các tiết mục biểu diễn. Hallelujah đã chinh phục khán giả bằng những tiết mục múa đương đại hấp dẫn, pha trộn những nét truyền thống của dân tộc Do Thái. Đoàn nghệ thuật múa Okinawa giới thiệu những tiết mục hát múa được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa của đất nước Nhật Bản. Nghệ thuật trở thành dịp cầu nối giữa hai dân tộc Việt Nhật khi chương trình của đoàn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Chúng tôi rất cảm kích và hạnh phúc trước sự nhiệt tình của khán giả nơi đây. Ban nhạc đồng quê Delamere đến từ Tennessee, Hoa Kỳ luôn khuấy động sân khấu với những màn trình diễn rộn ràng, thu hút. Năm cô gái Mỹ chơi đàn và hát nhiệt tình, thể hiện một phong cách điêu luyện và chuyên nghiệp trong dòng nhạc bluegrass. Khán giả ấn tượng với sự hòa trộn giữa âm nhạc truyền thống của miền sơn cước và cảm xúc của người ca sĩ, nhạc sĩ đương đại của Delamere. Nơi đây có những khán giả rất tuyệt vời, họ hát và nhảy múa cùng chúng tôi trong mọi thể loại âm nhạc. Chúng tôi rất vui vì tiếp tục được đem một phần thể loại âm nhạc bluegrass Hoa Kỳ đến với Huế, với Việt Nam. Những bữa tiệc nghệ thuật giàu bản sắc của nhiều quốc gia trên thế giới thật sự mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời cho người thưởng thức. Nghệ thuật âm nhạc kết nối những tâm hồn, xóa nhòa khoảng cách màu da, ngôn ngữ. Người yêu nghệ thuật, đặc biệt là các bạn trẻ, có cơ hội tuyệt vời để thưởng thức những tiết mục trình diễn độc đáo, đồng thời bổ sung thêm những hiểu biết về văn hóa các quốc gia. Đó là một trải nghiệm thú vị chỉ có thể có được khi đến với những không gian biểu diễn nghệ thuật trong Festival Huế. Có thể thấy rằng nghệ thuật đã kết nối những trái tim, cho dù bạn là ai, bạn đến từ quốc gia nào, và mỗi đoàn nghệ thuật đến từ nước ngoài tham gia góp mặt trong kỳ Festival Huế 2016 đã mang đến những tiết mục đặc sắc với những thông điệp riêng, thực sự mang đến niềm vui, những giây phút thư giãn thoải mái cho khán giả, đặc biệt là đối với giới trẻ. Xin cảm ơn nghệ sĩ các đoàn quốc gia đã mang đến Huế một không gian âm nhạc, trình diễn nghệ thuật thú vị. Và những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống trẻ ngày hôm nay. Mùa hè đã gõ cửa với chương trình, hy vọng rằng các bạn sẽ có những khoảng thời gian đáng nhớ và cả những kế hoạch thú vị của riêng mình. Những thông tin thú vị của giới trẻ sẽ được tiếp tục mang đến cho các bạn vào những số sau của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.